Vâng, cùng quay trở lại với Văn Trung. Này tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị ở đây có một cái lô đất của anh người quen anh gửi bán nhé. Thì Trung đang có mặt đây là xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ nơi đây mà cái trước mặt màn hình của quý vị đây là cái lô đất diện tích là 2 mẫu 2. Trên đất có nhãn. Thì từ đây từ cái lô đất này mà cách ra vị trí của tỉnh lộ 329 phía bên nhà thờ Phú Vinh thì khoảng cỡ 2 cây số quý vị nhé. Lô đất này thì mặt tiền dài 150 mét, diện tích là 2 mẫu 2 và đang được chào bán mức giá là 2 tỷ rưỡi một mẫu. Đây thì xin thông báo cho quý vị biết là cái con đường này đường rộng khoảng 7 mét. Người ta đã ủi, nói chung là đã ủi sơ qua rồi. Chỉ còn trải đá và đổ nhựa lên thôi. Thì khu vực này mình sẽ chạy ra hướng bên này, nó vòng về bên kia, vòng theo con đường này về phía bên này sẽ về về lại ngược lại tỉnh lộ 326 về xuyên về Bình Châu quý vị nhé. Tại vì khu vực này là ấp Phú Lâm, Phú Vinh mà mình chạy, đây là Phú Vinh, hiện tại đang là Phú Vinh và mình chạy hết con đường này đi qua phía bên này thì nó sẽ là ấp Phú Lâm và mình sẽ ngược ra tỉnh lộ 326 của Hòa Hiệp và Bình Châu. Cách nơi đấy khoảng tầm 2 cây rưỡi là mình ra tới lộ 326 Hòa Hiệp Bình Châu quý vị nhé. Đấy mức giá chỉ 250 một sào thôi, trên đất thì có nhãn điện dân nói chung là điện dân cư đã kéo vô đến đây rồi. Thì điện nhà nước ở phía xa trên này là điện có điện nhà nước và hướng kế bên này cũng có điện nhà nước kéo tới đấy, còn đây là điện của dân thôi. Nói chung là có điện điện nước thì ở đây ok. Rồi cùng với Trung đi tham khảo xem cái mặt tiền đường này là sao ha. Thì đây thuộc là ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây Trung thông báo cho quý vị biết cách từ đây lên Sài Gòn khoảng 120 km, một hơn 101 cây thôi. Còn cách ra biển Hồ Tràm thì cỡ 20 trên 20 cây một chút xíu, cỡ 20 cây đi. Đất phía bên này có tiêu luôn quý vị nhé. Đây là có nhãn. Kia là có tiêu này. Mặt tiền đường này thì chạy dài được 150 mét. Đấy quý vị muốn nhu cầu mua một lô đất đầu tư ở khu vực xã Hòa Hiệp này thì liên hệ cho Văn Trung. Mức giá 2 tỷ rưỡi. Sổ sách pháp lý rõ ràng quý vị nhé. Và từ đây mình cách lên biển thì cỡ 20 cây thôi. Còn cách lên Xuyên Mộc thì khoảng trên 20 cây, 25 cây. Đây trên phía bên này mình có tiêu luôn quý vị nhé. Đây có dân này. Đúng rồi. Đây là có người nhà người ta hái tiêu ở đây quý vị. Đất này là có điều bên kia luôn phải không chị? Đất này có điều bên kia luôn. Đấy mặt tiền này. Nghe bên anh chủ nhà nói khoảng 150 mét mặt tiền. Đấy, 150 mét tiền. Quý vị có nhu cầu mua thì liên hệ lại cho Văn Trung nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.